Dạ vâng, trước mặt quý vị ngày hôm nay của mình sẽ hân hạnh và giới thiệu đến toàn thể quý anh em một chiếc xe bán tải giá rẻ, một chiếc xe nó cũng khá là hợp lý với anh em tài chính vừa phải, vừa với anh em mình không cần phải quá là cần phương án các xe cao cấp, cũng như là cũng không cần quá là phải nhiều tiền mà vẫn đeo hiệu quả kinh tế. Đó chính là giới thiệu anh em một chiếc xe anh em vừa đi cày ải, đeo đèo, đeo dốc rồi là đi công trường, đi buôn thì không phải xót xe lắm và cũng khá là hiệu quả hơn một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Giới thiệu anh em là một em Isuzu D-Max 209 anh em ạ, 209, 902. 209 với một em Isuzu D-Max sản xuất 209 và giá của em nó đang chào giá là 255 triệu, và cái giá này thì vẫn có thể là vào rút hồ sơ đó, bớt bát cho anh em rất là thoải mái, bớt tụt quần sập sàn nếu anh em thiện chí nhé. Quan trọng là anh em phải thiện chí, phải nhiệt tình đó. Thì bây giờ cũng có cái giá yêu, hoặc là phải nhiệt tình, phải đi tán gái cũng phải mạnh dạn thôi, phải máu, phải nhiệt tình thì các em mới đổ. Đó, chuyện tán gái khác chuyện mua bán xe nha anh em, còn giá thì có mình nói thế thôi, không ai mua 10 bao giao 10 mà lại bán được cả 10 mà cũng không bác nào cũng chả cả đủ cả 10 đâu, kiểu gì chẳng bớt cho anh em được mình giàu đi lại đó, hoặc là bữa bia đấy, nếu anh em mua xe đấy, không thì chè lá cà phê của mình rất là vui. Vâng, và đi cụ thể chiếc xe này thì mọi người hãy cùng con mình khám phá các chi tiết của em nó nhé. Về tổng thể thì anh em có thể quan sát chiếc xe vận hành thì 209 đến giờ nhưng cũng còn khá là ok với cái phong dáng ở đây này, thì nó cũng nhìn nó cũng khá là ngầu, đèn vuông anh ạ, đèn vuông đèn bi rồi nhá, đời này mà đã hiện đại phết rồi này. Đấy, một em biển rau má hoa thanh quế đó, những đặc sản của đất Thanh Hóa thân yêu, với những con người rất là bình dị đó, và cũng khá là giữ xe nên là giữ được cái chiếc xe của bác chủ giữ cũng khá là ok. 209 giờ bác đi không nhiều anh em nhé. Đấy, anh em xem lốp lam này ấy, bác phải là người kỹ tính nhất cái đất hoa thanh quế đấy. Đây, heo sassy này, lốp lam này khá ok này, đã có sinh hàn tích ở trên gương rồi. Nói chung đời này thì thật sự trẻ anh em, là mình chỉ cần gầm bệ chắc, máy khỏe, còi to, bốn bánh quay đèo, đổ dầu là chạy, không phải đẩn ăn vạ đẩn giữa đường là ok đâu ạ. Chứ còn tương đối rồi, với những đời anh em đi làm này thì cần xe tương đối thôi, không phải nó quá kỹ như những xe đẩy cao được. Đấy, anh em thấy không? Khá là chắc. Quả chứ cho anh em các xem các trí ra này, lốp sau khá đẹp nhá. Đấy. Ôi gầm bệ sắt xì của nó vẫn còn khá ok nha anh em, không bao giờ chịu một món hàng gì đâu. Còn thùng bệ của em nó thì anh em có thể quan sát đã có thanh thể thao đó, lắp thùng lửng và phần cản phía sau này. Đấy, khá là ok. Đây, thùng của nó tuy vậy cũng đầy đủ, đã có tì chống thủy lực các chi tiết của nó này. Ý, anh em sạc nó khá là ok nhá. Nói chung là mẫu này thì anh em đi chở đồ, chở hàng thì nó không bị xót xe, vẫn hiệu quả. Và đây em có quan sát cái khối động cơ của chiếc xe này. Em nó với động cơ 3.4 khá ổn đấy ạ, khá là êm. Máy được có rất một số thứ lặt vặt anh ạ, không phải bảo là nguyên zin. Nó vận hành được 9 năm thì nó một số chi tiết phải bảo dưỡng là điều đương nhiên anh ạ. Mà cũng may là bác chủ cũ có bảo dưỡng rồi, nên anh em về là không phải bảo dưỡng nữa và chỉ được đi luôn thôi. Và anh em xem giờ nhưng mà
Với một chiếc xe này thì chúng ta cũng cần nó hoạt động tốt là được em ạ. Chưa bảo đòi hỏi zin như lúc xuất xưởng thì không có đâu. Nếu mà zin xuất xưởng thì chúng ta lại rất là khó kiếm anh ạ. Nói chung là tiền làm của đấy anh ạ. Và chúng ta cùng khám phá cái kho nội thất của chiếc xe này. Thì anh em có thể quan sát này, trần này đã chất đầy bọc trần 3D rồi. Đó. Bên xa. Cả chi tiết của em nó khá là ok phải không? Đã có màn hình cao lùi anh em nhá. Đấy, điều hòa mát lắm. Điều hòa rất là mát. Đây, một số này, bản một cầu ấy, không phải bản hai cầu đâu. Bản một cầu. Mình sẽ chạy thử xem sao. Đây, bữa nào ta lên gương kính chỉnh điện anh em ạ. Đấy. Khá là ok đấy. Vừa tiền đi leo đèo leo suối chở hàng chở hoa nó cũng hợp lý nhưng mà yên tâm phải không em? Đấy, mình chạy thoải mái lắm, mà mượt mà lắm anh ạ. Lái chạy được dầu thôi nhưng mà lái rất là khỏe. Chúng ta đi lại nó cũng xe cũng khá cứng anh em ạ. Ok đấy, tốc độ khá tốt, lại cân. Vâng, thì Quang Minh cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của Quang Minh. Anh em nào mới xem video lần đầu của Quang Minh thì cũng có thể ủng hộ Quang Minh và có thể là ấn vào nút chuông thông báo để khi mà có tất cả các mẫu xe của mình cập nhật, anh em có thể xem và tham khảo không? Anh em nào vừa ý, cảm thấy hợp lý thì hãy tương tác qua mình qua Zalo cũng như là hotline là 0935 199 868 để được biết thêm chi tiết tất cả các mẫu xe của mình cập nhật và upload nhé. Và có nhiều mẫu xe của mình sẽ kết nối với nhé. Và Interbook cho Quang Minh để lấy được giá yêu nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hy vọng năm tới sẽ có duyên anh em. Kính chúc anh em luôn có sức khỏe may mắn và luôn thành công. Những ai chưa có xe thì sẽ săn tìm cho mình những xe đẹp. Và chúc anh em luôn trở lộ về bình an nhé, may mắn và hạnh phúc. Sẽ ngày càng nâng cấp những xe tốt để phục vụ công việc cũng như gia đình nhé. Trên này cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.